Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Multicraft trên kênh Gió Tháng 6. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc khai thác và xây dựng tường thành. Hình như mình đoán không nhầm thì trời vẫn đang là tối, vậy nên mình cần phải đi ngủ. Vâng, trời đã sáng và mọi việc lại bắt đầu thế nào? Trong tựa game này mình vẫn chưa thể nhặt được quả trứng này, và mình vẫn chưa biết cách để nhặt nó. Mình cần nướng một ít thịt, nhưng hiện tại cái lò của mình không có gỗ, do đó mình cần phải đi kiếm một ít gỗ. Đây, mình sẽ lựa chọn chặt cái cây này. Tiện thể thì xén luôn mấy cái lá. Được khá củi rồi, giờ về mình sẽ nấu thịt thôi. Mm-hmm.